Trong cái video này thì Mỹ Duyên sẽ chia sẻ những cái cách mà Mỹ Duyên đã thoát khỏi những cái áp lực trong cuộc sống cũng như là trong cái công việc của mình. Và ở cái lứa tuổi chị em phụ nữ mà từ 30 tuổi trở lên, như cái lứa tuổi của Mỹ Duyên đây, là năm nay là Duyên 39, 40 tuổi rồi, thì cái áp lực rất là lớn từ công việc, từ gia đình. Chẳng hạn như là con của Mỹ Duyên thì hai bé, một bé là 16 tuổi, một bé là 11 tuổi, thì đang trong cái lứa tuổi là gì dậy thì. Cho nên là tụi nó không có giống như cái suy nghĩ của mình, nó dẫn đến khó khăn trong cái vấn đề là mình nuôi dạy. Vì vậy cho nên là bản thân vợ chồng mình cố gắng rất là nhiều trong cái vấn đề là nuôi dạy con. Và nó không giống như là trước đây ba mẹ mình dạy mình, tức là dạy theo cái quán tính, nhưng mà bây giờ thì nó là khác đi rồi. Cái tâm lý của trẻ nó cũng khác, cho nên cái quá trình dạy con nó cũng là một cái áp lực rất là lớn. Đặc biệt là với những chị em phụ nữ như tụi mình đây, ở cái lứa tuổi 30 đến 35 ấy, thì chị em phụ nữ thường là đang có con nhỏ, tức là đang trong cái chu kỳ là lo cho ăn, cho ngủ. Nhưng mà từ 35, 36 đến 40 bắt đầu con của chúng ta lớn lên dần. Và từ 10 tuổi, bé mà từ 10 tuổi trở lên thì lúc này nó phải nói đến vấn đề là gì? Nuôi dạy như thế nào để cho nó phù hợp. Và ngoài ra thì chị em phụ nữ cũng chịu áp lực trong cái vấn đề là gì? Tức là cái cuộc sống hiện đại ấy, thì cả nam và nữ cũng có trách nhiệm là đi ra ngoài kiếm tiền. Có người thì họ làm công việc công chức nhà nước, nhưng cũng có người là kinh doanh như Mỹ Duyên đây. Thì kinh doanh thì cũng có rất là nhiều ngành nghề, nhưng mà ngành nghề nào kinh doanh nó cũng gặp những cái khó khăn, nó cũng gặp những cái rủi ro, chứ không phải là cái ngành nào mà sướng hết, và cũng chẳng có cái ngành nào mà gọi là khổ cả. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng chịu cái áp lực trong cái vấn đề là kinh doanh cũng rất là lớn. Và đặc biệt là đè trên vai người phụ nữ đó là cái việc là chúng ta phải chu toàn trong cái việc gia đình của mình ha. Cho dù là bạn có làm công việc nhà, bạn có lo toan nấu nướng hay không, nhưng mà cái việc bạn có thuê người về thì bạn cũng giám sát, rồi bạn cũng theo dõi, rồi bạn cũng sắp xếp như thế nào để cho gia đình mình về vấn đề ăn uống sắp xếp, rồi những cái mối quan hệ giữa vợ chồng con cái trong gia đình nó phải hòa thuận với nhau. Và tất cả những điều đó nó đè lên vai người phụ nữ. Vì vậy cho nên là đối với những người phụ nữ mà lập gia đình và đang nuôi con, thường thì chúng ta ở cái tuổi này thì Duyên thấy đa phần là từ 2 đến 3 bé trở lên. Rồi đó, phải lo rất là nhiều việc giống như Mỹ Duyên vừa kể trên. Chính vì vậy cho nên là bản thân Mỹ Duyên cũng đang trải qua và đã trải qua trong các giai đoạn trước đây. Và trong cái video này Mỹ Duyên sẽ chia sẻ đến tất cả chị em chúng ta 7 cái thói quen mà Duyên thường xuyên thực hiện trong tuần. Và với 7 cái thói quen này thực sự là nó đã giúp cho Mỹ Duyên giảm bớt những cái áp lực. Đôi khi ngày nào mình cũng nghĩ đến cái vấn đề là đi làm kiếm tiền, rồi sau đó về nhà dạy con, rồi những cái mối quan hệ giữa vợ chồng nó rất là, nói chung là nhiều khi là nó căng thẳng ấy. Cho nên là với 7 cái thói quen này, Duyên hy vọng rằng là với những bạn nữ mà đang trải qua giai đoạn này, thì có thể đây cũng là một trong những cái điều mà bạn nên tập hàng ngày để nó giúp bạn giảm thiểu những cái áp lực trong cuộc sống của mình. Và bây giờ bạn cùng Mỹ Duyên đi vào các cái thói quen. Cái thói quen thứ nhất ấy, tức là thường chị em chúng ta sau khi sinh con xong rồi thì chúng ta có một cái thân hình không có được cân đối. Chẳng hạn như là cái phần bụng mở nhiều, ở phần bả vai đây chúng ta bị thừa cân, rồi cái vóc dáng của chúng ta nó không còn đẹp như trước đây nữa. Và đôi khi là làn da của chúng ta nó bắt đầu nó xỉn màu, nó không còn sáng nữa. Một số người lại xuất hiện những cái vết nám tàn nhang gây mất thẩm mỹ trên da. Và chính vì điều này cho nên nó làm cho chị em phụ nữ cảm thấy rằng là mất tự tin khi mà đi giao tiếp nè. Và từ cái vấn đề mất tự tin nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Mọi người bảo rằng là những cái vấn đề bên ngoài da thì nó không ảnh hưởng đến trực tiếp sức khỏe, nhưng mà về lâu về dài nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của chị em. Nhiều người á, họ chán nản khi mà họ sở hữu một cái làn da nó không được đẹp như mong muốn. Và lúc này nó làm cho người, nó làm cho họ cảm thấy họ già đi á. Mà phụ nữ thì khi mà mình thấy mình già đi khi mình soi gương thì mình thấy rất là buồn, đúng không nào? Vì vậy cho nên là khi mà chị em chúng ta mà không có tự tin về vẻ bề ngoài thì thực sự nó làm cho chị em cảm thấy rằng là mình rất là ngại để mà mình xuất hiện trước đám đông. Và khi mình ngại như vậy thì nó còn ảnh hưởng đến cái vấn đề là công việc của mình nữa. Chẳng hạn như bạn tưởng tượng khi mà bạn đi làm việc trong một cái cơ quan mà bạn ngại xuất hiện, bạn ngại thuyết trình, bạn ngại thể hiện cái tài năng của mình
trước lãnh đạo thì làm sao mình có cơ hội để mình thăng tiến được, đúng không nào? Vì vậy cho nên là mình đôi khi mình quá chú ý đến cái hình thức bên ngoài, mình mất tự tin với cái vẻ bên ngoài của mình, thì điều đó nó ảnh hưởng lớn về vấn đề về công việc ha, rồi ảnh hưởng đến chất lượng sống của mình. Vì vậy các bạn đừng có so sánh mình với một người nào đó, chẳng hạn như là một cái cô bé hoặc là một người bạn của mình bên cạnh mình, bạn đó xinh đẹp hơn mình, cứ so sánh mình, cứ mặc cảm mình, cứ tự ti, thì lúc này mình sẽ mất đi cái vẻ tự tin vốn có. Và Duyên muốn nói với các bạn một điều rằng là bạn, cho dù là bạn sinh ra với cái khuyết điểm gì đi chăng nữa, thì bạn chỉ là duy nhất trên thế giới này, tức là không có người thứ hai giống bạn, bạn là độc nhất vô nhị. Cho nên là đôi khi không phải là một cái vẻ đẹp mà nó gọi là nó xuất chúng, mà chỉ cần cái trí tuệ, chỉ cần cái tâm hồn mình trong sáng là nó tạo cái ấn tượng cho cái người đối diện rồi. Và có thể là sau khi sinh xong bạn chưa có cái thời gian bạn đi tập luyện thể dục thể thao, thì lúc này bạn chấp nhận rằng da mình có xỉn bởi vì mình thức đêm mình nuôi con, rồi là mình không chưa có thời gian để mình đi tập luyện, thì nó chưa thể nào mà cái body của mình nó đẹp được. Thì lúc này bạn hãy cứ vui vẻ sống bình thường, và sau này bạn có thời gian bạn sẽ đi tập luyện thể dục thể thao để nó giúp cho bạn lấy lại được một cái thân hình khỏe khoắn rồi trẻ trung, và lúc này bạn sẽ hoàn toàn có thể sở hữu được một cái vóc dáng đẹp ha. Bản thân Mỹ Duyên đây 40 tuổi rồi, nhưng mà cái vấn đề trước đây á là khi mà con nhỏ, thật sự mình chấp nhận là bụng mình hơi lớn một chút xíu, đi mua đồ thì không thể nào mua những chiếc váy mà mình thích được, bởi vì mình thích nhưng mà mình khi mà mình trồng vào ở bên trong thì mình thấy nó không có đẹp. Nhưng mà bây giờ khi mà lớn tuổi, con mình bắt đầu biết suy nghĩ, biết tự lo toan rồi, thì Duyên đã dành thời gian đi tập yoga. Và lúc này bây giờ thì cái cơ thể của mình nó cũng đã chuẩn hơn so với cái thời điểm mà mình 30, 31, 32 rồi. Cho nên mọi người không phải lo vì cái vấn đề này ha. Rồi một cái thói quen thứ hai mà Mỹ Duyên thực hiện nó từ suốt bao nhiêu năm nay, đó là Mỹ Duyên rất chú ý đến cái vấn đề là chọn đồ lót. Bởi vì Duyên thấy rằng là nhiều người không quan trọng đến cái vấn đề nội y ở bên trong, mình chỉ nghĩ rằng là mình mặc một cái đầm nào đó có thể làm vài triệu trong người, có người thì chịu chi thì có thể lên đến vài chục triệu một cái đầm. Nhưng mà nhiều khi mình không quan tâm đến cái nội y ở bên trong, nó làm cho khi mà mình mặc vào nó không có tôn lên được cái vẻ đẹp ở bên trong cái cơ thể của mình. Và đôi khi mình mặc một cái đồ lót mà nó không thoải mái như vậy á, nó cũng làm cho mình cảm thấy mất tự tin ha. Mình cứ nghĩ về những cái gì ở bên trong của mình, nó đang bị cái này, nó đang bị cái kia. Vì vậy cho nên là cái đồ lót, mọi người lưu ý rằng là mình hãy chọn những cái chất liệu vải nó thoải mái nhất, và chọn những chất liệu vải tốt đó, nó sẽ hấp dẫn hơn, mình cảm thấy tự tin ở bên trong chứ không cần ai phải nhìn thấy. Và lưu ý rằng là mọi người nên chọn những cái bộ đồ lót mà nó có màu nu, bởi vì màu nu nó là màu da mình mặc được với rất là nhiều những cái bộ trang phục. Chẳng hạn như là sáng nay Mỹ Duyên khi mà đi ra ngoài ăn sáng thì Duyên có mặc một cái áo trắng, thì lúc này cái áo thun của mình nó rất là mỏng, và mình mặc một cái đồ lót bên trong màu nu thì hoàn toàn không thấy gì cả. Chính vì vậy cho nên là mọi người hãy đầu tư cho mình những cái bộ đồ lót màu nu, cả áo và quần, để cho mình dễ phối những cái đồ ở bên ngoài của mình ha. Và một cái thói quen thứ ba mà Duy muốn chia sẻ đó là cái thói quen là skin care, tức là chăm sóc da hàng ngày. Cho dù là bạn đang nuôi con nhỏ, cho dù là công việc bạn đang kinh doanh, bạn rất là bận bịu, nhưng mà hãy quan tâm đến cái vấn đề về chăm sóc làn da của mình. Bản thân Mỹ Duyên khi mà bước qua tuổi 40 đây, thì vì là Mỹ Duyên làm việc trong cái ngành về mỹ phẩm, cho nên là Duyên hiểu được là cái thành phần nào, cái hoạt chất nào nó cải thiện những vấn đề gì khi mà chúng ta bước qua một cái độ tuổi nào đó. Chẳng hạn như bây giờ Mỹ Duyên đang là ở lứa tuổi 40 thì Duyên thường bị những cái nếp nhăn, chẳng hạn như là nếp nhăn ở phần đuôi mắt nè, rồi ở phần rãnh cười nè ha, rồi ngoài ra thì nó có phần nhăn nhỏ ở phần trán đây. Nhưng mà nhờ cái quá trình mà mình biết cách mình chăm sóc da thì những cái vấn đề này của Mỹ Duyên nó đã thay đổi, tức là nó mang lại cái sự trẻ trung hơn cho làn da của mình. Và đây là một trong những cái thói quen mà Duyên chưa bao giờ Duyên quên. Mỗi tuần thì Mỹ Duyên để cho da mình nghỉ ngơi khoảng một ngày trong tuần, một ngày vào buổi tối, thì khi đó mình làm sạch da, mình để da mình trần như vậy và mình đi ngủ, mình không bôi cái gì, tức là mình để cho da mình nghỉ ngơi. Nhưng mà những ngày khác thì Mỹ Duyên chăm sóc da rất là đều đặn.
Và Mỹ Duyên thường thì chăm sóc những cái loại tinh chất hay còn gọi là essence. Thì với những cái dạng tinh chất loãng, nó sẽ thẩm thấu sâu hơn vào da, nó nuôi dưỡng được ở cái lớp chân bì. Còn đối với những cái loại HA là những cái loại thân nước thì nó có cái phân tử lớn, cho nên khi mà mình thoa lên da thì nó sẽ làm cho cái nền da bên ngoài của mình nó được căng mọng hơn. Mọi người thấy này, năm nay Mỹ Duyên 40 tuổi mà mọi người thấy là trong Mỹ Duyên vẫn trẻ hơn so với những cái bạn mà cùng lứa tuổi của mình. Và khi mà đi ra đường thì Duyên cũng thấy điều đó. Tức là có thể là do cái thói quen mình chăm sóc da, do cái thói quen, với lại là do cái cách mình tập luyện để mình làm cho cái cơ thể của mình nó không có bị nhão, nó không có bị sồ ra. Và đó cũng là lý do mà nó ghi điểm cho mình. Một cái thói quen tiếp theo nữa mà Duyên muốn chia sẻ đó là thói quen thứ tư ấy, là mọi người hãy quan tâm đến cái làn da cơ thể của mình. Chẳng hạn như là da cơ thể của Mỹ Duyên, Duyên đang sở hữu một cái làn da nâu, da ngâm, bởi vì Duyên thừa hưởng từ bố của mình. Mẹ thì là làn da trắng nhưng mà riêng bố thì là đang là da nâu, cho nên là bản thân Mỹ Duyên cũng sở hữu một cái làn da ngâm. Ngâm có thể là mọi người xem trong video mọi người thấy Duyên sáng hơn, nhưng mà thật sự là so với chị gái của mình thì làn da của Mỹ Duyên nó không được sáng đâu. Và chính vì là mình muốn da sáng cho nên là mình phải tìm cách để mà mình làm cho cái da mình nó sáng nhất có thể. Không thể nào mình so sánh với một người da trắng hoàn toàn. Nếu mà bạn đang có da nâu mà bạn thích mà mình có một làn da nâu thì bạn cứ để tự nhiên như vậy, bạn làm sao mà bạn làm cho cái da mình nó mịn màng là được rồi ha. Nhưng mà vì Mỹ Duyên muốn da mình nó sáng hơn thì Mỹ Duyên đã tẩy da chết hàng tuần. Tức là mỗi tuần Mỹ Duyên tẩy từ 2 đến 3 lần bằng các cái loại ngũ cốc. Chẳng hạn như Duyên hay sử dụng là bột cà phê nè, rồi muối hồng nè, rồi ngoài ra thì bột yến mạch nè Duyên cũng hay sử dụng. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể linh hoạt pha trộn các cái ngũ cốc đại loại với nhau. Chẳng hạn như chúng ta có thể pha bột yến mạch với lại sữa chua, và trong sữa chua thì nó chứa cái loại axit đó là axit lactic. Thì với cái axit lactic ấy, nó sẽ có cái tác dụng là vừa thanh tẩy vừa làm sáng da. Và Duyên cũng rất là thích làm những cái loại tẩy da chết tự nhiên tại nhà để nó giúp cho mình không những là ngon bổ rẻ ha, mà nó còn mang lại cái làn da của mình khỏe khoắn hơn và an toàn hơn. Đấy, mọi người thấy ha, đây Duyên tẩy da chết mỗi tuần như vậy thì Duyên tẩy từ 2 đến 3 lần. Đấy, thì khi mà mình tẩy da chết như vậy thì nó sẽ giúp cho cái làn da của mình nó đều màu hơn. Mọi người có thấy rằng là có rất là nhiều người á, họ chăm sóc da mặt rất là kỹ nhưng mà sau đó cái vùng cổ của họ không chú ý. Và lúc này tự nhiên cái vùng cổ, cái cổ của họ nó chứa, tức là nó bị xuất hiện rất là nhiều đồi mồi nè, những cái đốm nâu rồi da nhăn nheo. Nhưng mà như vậy nó rất là mất điểm khi mà mình mặc quần áo, khi mà mình mặc đồ. Vì vậy cho nên là mọi người lưu ý rằng là hãy quan tâm đến cái làn da cơ thể của mình và hãy tẩy da chết nè. Ngoài ra thì sau khi tẩy xong thì các bạn nên dưỡng lotion để cấp ẩm liền cho da của mình ha. Đây là cái thói quen mà Duyên từ xưa tới giờ Duyên còn vẫn áp dụng. Và lưu ý rằng là khi mà mình chọn những cái loại lotion ấy, thì mình sẽ chọn những loại nó độ ẩm nhiều và nó đừng có gây bích tắc cho lỗ chân lông. Bởi vì khi mà mình dưỡng mà nó gây bích tắc nhiều quá thì có khả năng là nó dễ nổi mụn cho da của mình. Cái răng, cái tóc là vóc con người. Cái việc mà chúng ta làm sạch răng như thế nào để chúng ta giữ được cái men răng nè, rồi chúng ta phải luôn luôn giữ cho răng chúng ta luôn sạch sẽ, luôn luôn trắng sáng. Nhiều khi á, là Duyên thấy có rất là nhiều người răng họ đã đẹp rồi nhưng mà họ cũng thích đi làm răng sứ. Thì thật sự là làm răng sứ thì nó cũng đẹp, nhưng mà Duyên không có thích cái vẻ đẹp mà kiểu là mình là người Á Đông, da mình là da ngâm, da vàng mà tự nhiên nó hiện lên một cái hàm răng nó trắng toát như vậy thì Duyên thấy nó mất tự nhiên ấy. Cho nên là Mỹ Duyên vẫn thích cái đẹp tự nhiên của mỗi người. Tức là cho dù là mũi Mỹ Duyên không cao nhưng mà nó sẽ phù hợp với cái mắt của mình, nó phải phù hợp với cái miệng của mình. Chứ nhiều người đi làm từng cái bộ phận thì rất là đẹp, chẳng hạn như mắt hai mí rất là rõ, mũi rất là cao, miệng trái tim, nhưng mà tất cả những bộ phận đó khi mà lắp ghép lại với nhau nó không có được đẹp, nó không có được cân đối. Cho nên là Duyên vẫn thích cái gì đó mà nó thiên nhiên, nó tự nhiên nhất có thể. Trừ khi mà bạn khuyết điểm của bạn quá xấu thì bạn mới đi xử lý. Nhưng mà đối với cái vấn đề mà bảo vệ men răng và làm sạch răng miệng thì bạn lưu ý rằng là mình đánh răng như thế nào, mình đừng có chà mạnh quá. Bởi vì trước đây á, là khi mà Duyên muốn răng mình nó trắng và Duyên chà nó rất là nhiều, và lúc này những cái chân răng của mình giống như nó bị mòn. Và khi mà Duyên đi khám nha khoa thì bác sĩ bảo rằng là
mình sẽ thay đổi cái bót đánh răng, tức là chuyển từ những cái chiếc bót mà nó có cái lông nó cứng thì chuyển sang những cái sợi nó mềm hơn để nó không bị mòn cái chân răng của mình. Và lúc này thì Duyên về, Duyên đã thay đổi cái cách mình đánh răng. Mình đánh răng nhẹ nhàng nhưng mà đánh lâu, chứ không phải là mình dùng cái đầu bót nó cứng mà mình chà nó mạnh, thì như vậy nó sẽ làm tổn thương men răng, rồi nó làm tổn thương cái chân răng. Nó sẽ có thể là nó sẽ làm cho nướu của mình bị chảy máu. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà làm sao để răng mình chắc khỏe thì mọi người hãy lưu ý cái vấn đề đó. Bởi vì chúng ta có một cái hàm răng sạch sẽ đẹp thì chúng ta sẽ rất là tự tin khi mà chúng ta nói chuyện, khi mà chúng ta cười, khi mà chúng ta đi làm, gặp khách hàng, gặp đồng nghiệp, cơ quan, đúng không nào? Mọi người hãy lưu ý đến cái vấn đề đó và hãy tập cái thói quen bảo vệ răng miệng, cũng như là làm sao mà răng mình lúc nào cũng được sạch sẽ. Đôi khi nó không cần phải quá trắng đâu mọi người, nhưng mà nó làm sao mà nó sạch sẽ, người ta nhìn vào người ta thấy là mình, con người của mình tươm tất là được rồi. Và Duyên thì Duyên hay có cái thói quen là mình xúc lại bằng muối sau khi mà mình đánh răng sạch. Bởi vì cái việc mà muối thì chúng nó sẽ diệt khuẩn sau khi mà chúng ta làm sạch răng xong. Nó rất là tốt và nó giữ cho răng mình được chắc khỏe sau một quá trình mình thực hiện với cái thói quen này. Một cái thói quen nữa đó là đối với mái tóc thôi mọi người. Tức là thường ấy, thì là với những người phụ nữ mà sau khi sinh xong thì tóc của chị em chúng ta thường thì chúng ta bị rụng nhiều lắm. Và bản thân Mỹ Duyên ấy, trước đây sau khi sinh bé thứ hai thì Duyên cũng bị rụng rất là nhiều. Ở cái phần này là hói hết cái phần đầu này, này, tức là nó bị hói, cho nên là sau một thời điểm đó thật sự Duyên không biết là mình nên đi làm cái kiểu tóc nào. Bởi vì làm kiểu tóc nào nó cũng cảm thấy rằng là nó không có phù hợp. Đưa vào bên này, cái môi bên này cũng xong mà bên kia cũng xong, cho nên là sau quá trình mà Duyên biết cách điều chỉnh lại ăn uống như thế nào rồi ngủ nghỉ ra sao thì bây giờ tóc của Mỹ Duyên nó đã mọc lại tóc con rất là nhiều nè mọi người. Cho nên là cái mái tóc nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho chúng ta quyết định đến cái sự trẻ trung cho chúng ta hay không là ở cái mái tóc của mình ha. Tóc của Mỹ Duyên thì Duyên không hề nhuộm ha, không nhuộm và không uống luôn, Mỹ Duyên chỉ cắt thôi. Vì là mình không muốn can thiệp nhiều vào hóa chất. Thì khi mà mình can thiệp nhiều vào hóa chất thì có khả năng là nó làm cho tóc mình bị hư tổn nè, rồi sau đó nó rụng càng nhiều hơn. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà chăm sóc mái tóc thì khi mà các bạn đang gội đầu với những sản phẩm mà bọt nhiều, thì trong những cái sản phẩm đó khi nó tạo bọt nhiều thì đương nhiên là nó chứa nhiều cái chất tẩy, nó chứa nhiều xà phòng, nó chứa nhiều chất tẩy. Thì những cái chất tẩy này thật sự nó không tốt cho nang tóc, và có khả năng là mình dùng một thời gian dài nó sẽ là nguyên nhân gây nên tình trạng rụng tóc cho mình. Vì vậy cho nên là với những bạn nào mà đang bị rụng tóc thì bạn hãy điều chỉnh từ cái thói quen ăn uống nè, rồi sinh hoạt nè, điều độ trong cái vấn đề là sinh hoạt ngủ nghỉ. Như vậy nó cũng đã điều tiết được cái vấn đề là tóc của mình nó giảm rụng rất là nhiều ha. Bởi vì Duyên thấy thời điểm trước sau khi sinh xong mình còn phải lao tâm vào cái việc là làm việc quá sức, cho nên nó dẫn đến là tóc mình rụng ngày càng nhiều. Và từ khi mà Duyên điều chỉnh á, thì Duyên thấy rằng là cái tóc của Mỹ Duyên, Duyên thấy là nó đã thay đổi rất là rõ. Bây giờ Duyên sống rất là nhẹ nhàng, tức là mình vẫn kinh doanh, mình vẫn làm việc, nhưng mà mình làm việc một cái mức độ nào đó và mình cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Và Duyên cũng trong những video trước Duyên có nói đến cái vấn đề bệnh dạ dày của mình trước đây. Và từ khi mà Duyên chuyển sang như ăn những cái thực phẩm thực vật ấy, thì Duyên thấy rằng là dạ dày của mình nó ổn hơn. Và mình thấy rằng là cái sắc mặt của mình, làn da của mình nó cũng đã có những cái thay đổi rõ rệt khi mà mình áp dụng những cái thói quen, những cái cách sống lành mạnh. Và ở trên đây là 8 cái thói quen mà Duyên thực hiện hàng tuần để giúp cho Mỹ Duyên có được cái sự trẻ trung hơn ở cái tuổi 40 của mình. Và Duyên hy vọng rằng là với 8 thói quen này thì với những ai mà chưa tập những thói quen này mà muốn có cái sự trẻ trung và khỏe mạnh thì các bạn hãy tập ngay những cái thói quen này để giúp cho chúng ta có được cái vẻ bề ngoài trẻ trung hơn, tự tin hơn và cuốn hút hơn. Và nếu mà bạn muốn theo dõi nhiều những video của Mỹ Duyên thì bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video chia sẻ về sống như thế nào cho lành mạnh, tập luyện ra sao để có một cái vóc dáng đẹp, đồng thời là cái vấn đề về sinh hoạt như thế nào, ăn uống ra sao để giúp cho chúng ta thực sự là chúng ta khỏe từ bên trong. Và ngoài ra thì chăm sóc da như thế nào, đó là cái sở trường của Mỹ Duyên. Và các bạn đừng bỏ qua những cái video sau của Mỹ Duyên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau.
Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.